Trời ơi, nguyên một con heo nhảy thấy gúm. Trời. Trời đất ơi, anh em gì mà kỳ vậy? Lâu lâu mới có dịp ra biểu diễn nhảy dài đường mà sao? Thôi, thấy gốm quá, người ta nhảy, người ta đẹp, người ta nhảy, ông thấy gốm. Ông nhảy thì tôi không không dám ăn thịt kho trứng luôn. Sao? Mới đi ra trễ mà còn càng nhằn nữa, sao giờ này mới tới? Em đi qua nhà bác Tám. Làm gì? Thông dịch dùm ổng cái thơ con ổng gửi qua mà ổng không có đọc được. Ủa? Gửi thơ bằng tiếng gì mẹ mới thông dịch? Tiếng Việt. Trời. Trời ơi, một cái điều lạ vô cùng là người Việt đi thông dịch cho người Việt. Già rồi thôi thì để con nó điện thoại nói chuyện được rồi. Không, con ơi, con đừng điện thoại cho ba tốn tiền với ba nghe không được. Con mail cho ba đi, email đi. Nó mail qua cái thơ đọc không được là sao? Đâu có thơ ra sao đâu mà đọc không được. Nó mail qua em. Nó không có để dấu ông ơi. Rồi ông đọc hoài, ông có xỉu lên xỉu xuống 2-3 lần. Ông nhờ tôi qua đọc giùm. Tôi qua tôi đọc nửa cái thơ, ông xỉu 2 lần. Rồi tôi in ra tôi về tôi đọc mẹ cho rồi. Rồi tôi ghi xong xuôi tôi qua tôi đọc cho ông nghe. Cái thơ gì mà thấy đọc ông xỉu lần đâu. Không đọc có dấu nè, kinh gươi nè, kinh gươi bô nè, kính gửi bố đúng không? Ừ. Lâu nay con không nhận được thú tính của bố. Nên cái gì? Thư tính. Thư tính, bỏ dấu tầm bậy tầm bạ. Nên con viết vài dòng để báo cáo tình hình gia đình cho bố rõ. Anh hai dạo này đã chuyển qua nghề bắt rận. Cái gì? Bà nội cha nó bắt rận ngày được mấy con trời. Ủa sao thằng này đi bắt rận chứ? Chắc không phải đâu. Chuyển qua nghề bắt rắn. Trời ơi, đọc câu sau này ông nội ơi. Đúng rồi, bởi vì rượu rắn đang thịnh hành. Nên anh không còn đi làm nghề cắt gia quy nữa. Trời ơi, cắt cái gì cơ? Trời ơi, thằng này nó làm ruộng đó, sao nó dám cắt cái này? Thì ghê vậy trời. Không có. Làm nghề cắt đá quý. Đá quý đó là chắc là làm. Ủa, nó làm thợ bạc á hả? Cắt vậy đó. Còn vợ chồng con suốt ngày, chồng thì cởi áo, vợ thì cởi quần, rất là bận rộn. Mất dạy con, mất dạy. Nó cởi gì kệ mẹ, nó kể cho ba nó nghe làm gì. Đúng không? Trời, không phải đâu ông ơi. Chồng thì coi ao, vợ thì coi quán. Coi ao, coi quán mà ông nói cởi áo, cởi quần. Sợ ông luôn thiệt. Bỏ dấu gì kinh hoàng quá. Còn bác hai thì sau một thời gian bệnh lậu nay đã liệt dương. Mà cái gia đình gì bệnh hoạn thì gốm vậy ông nội. Ông này ông bằng tuổi ông á. Bệnh gì thì ghê vậy. Một thời gian bệnh lâu nay đã liệt dương. Trời ơi, bệnh lâu liệt dương mà ông nói bệnh lậu liệt dương. Thì bởi vậy hồi nãy tôi đọc tới khúc này ông xỉu luôn đó. Chứ còn gì nữa. Tao còn muốn xỉu nữa mà. Riêng bác ba tuổi tác đã cao nên lúc nào cũng mơ ước được đi tù. Cái gì vậy? Ủa sao ông này không mơ đi tù trời? Trời ơi, tuổi đã cao muốn đi tù đó ông ơi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Nhưng không thích vô chùa đó. Mà ở nhà tự thiến. Ủa đi tù đâu nhất thiết phải làm cái này trời? Tù có ai đi tù phải tự thiến đâu ông. Chứ cái gì ông nè? Ông đọc sao? Ở nhà tu thiền. Tu thiền mà ông đưa tới tự thiến thì ghê. Bà nội cha nó ghi chữ ngồi thiền là tôi đọc được rồi. Nó ghi tư thiên. Ghi vậy cho nó có văn chương ông ơi. Như bố đã biết, mẹ vợ con là một người đàn bà có kinh. Thằng này vô duyên, bà nào không có. Nó khoe mẹ vợ nó có. Cái thằng này là vô duyên quá đâu. Mà sao tự nhiên nó đi khoe mẹ vợ nó có cái đó làm gì? Chắc là ông già nó có chấm mút mẹ vợ nó rồi nè. Phải. Đứng nguyên cái giải tên toàn là phụ nữ không đó ông nội. Nghe còn có là mừng chứ tắt cái là xong luôn hả? Một người đàn bà cổ kính. Đó, cổ kính chứ không phải là nó nói tầm bậy tầm bạ đâu. Ủa, cổ kính hả? Ừ. Đúng rồi, bà không thích đi ra đường. Đó. Mà chỉ ở nhà chăm lo cho đám bầu bì mà thôi. Đó, gì? Bà, bầu bí. Bầu bí chứ bầu bì ở đâu đó. Bà làm ruộng mà. Ừ. Dài dòng cho bố rõ, con lúc nào cũng nhớ thương bố. Ừ. Tái bút con bỏ mẹ. Cái gì vậy? À, con bố mẹ. Trời đất ơi. Cuối cùng cũng bỏ dấu lộn cho được, sợ mày luôn á.
Đó thấy ông đọc cái thơ luôn chán dán mặt mày. Hên là gặp tôi đó, chứ mà ông đọc hết cái thơ này chứ ông vô bệnh viện lắm á. Tôi nói anh nghe nè, đi sao? Qua đây gặp anh có chuyện chút. Chuyện gì? Bây giờ anh em mình phải chuyển nghề thôi. Tại sao? Bây giờ làm hề nó ế quá. Ca sĩ nó giật tiền quá mà. Hề được. Đâu ai thèm kêu đâu. Có không? Bây giờ ai cũng buồn hết, neo níu rồi xuống ai cũng buồn đâu, ai muốn coi hề đâu. Ô quá. Vô tay vô, phải. Rồi. Bây giờ chuyển nghề đi. Gì? Bây giờ chuyển nghề đi. Ủa chị Tài á hả? Tị quá. Mình hát thì khán giả ta chú ý hơn. Rồi. Bây giờ em thần tượng ngay nè. Nói anh nghe đi. Lam Trường. Em thần tượng Lam Trường. Tại sao? Tại vì em sẽ hát giống Lam Trường được là tại vì Lam Trường hát mà không, em không nghe được chữ nào. Làm thử đi. Anh thử được, phải không? Được, anh lăn xê em. Rồi bây giờ vô. Xin chào quý vị và sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên là I Love You. Bỏ cái thằng giới thiệu đi, hát vô Lam Trường tôi nghe thôi. Bài hát này mang tên Mưa Phi Trường. Rồi. Làm cho giống đó nha. Gì luôn á, tao còn không nghe được chữ nào mà mày hát gì là hay. Bây không giờ được. Hát cái khác đi, hát người khác đi. Tôi sẽ hát theo phong cách của Mr. Đờm. Cái gì? Mr. Đờm. Mr. Đàm. Mr. Đờm. Đàm Vĩnh Hưng ông ơi, Đờm không sao hát. Ông người Nam ông kêu là Đàm, tôi người Trung tôi kêu Đờm, cái nào cũng nằm trong cổ rồi cũng hơi khạc ra thôi. Thôi hát đi. Mệt quá. Nói gì nó cũng nói được nha. Bà làm gì vậy? Nó hay làm vậy mà. Trước khi hát hay làm vậy? Trước khi hát nó hay làm vậy. Rồi. Đứng yên nó không có chịu được. Làm lại coi. Cha ra cha, cha ra cha, cha ra cha ra. Bà làm gì vậy? Nó cũng hay làm vậy mà anh. Cái thằng này sao nó hay làm nhiều thứ quá vậy? Vô hát liền, bỏ cái á đi. Giật mình quá nghe. Hát cái gì cũng á không à. Đừng la em hồi hộp. Rồi. Cha ra cha, cha ra cha, cha ra cha ra. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Bị giỡn mặt hả? Bài hát Đàm Vĩnh Hưng mà mày hát giọng bé Xuân Mai. Bị giỡn hả? Dẹp. Nó nghe nè. Em mà bắt chước vậy đó, không thể nào mà anh lăn xê được hết trơn. Bây giờ vậy. Bây giờ anh chỉ em một cách. Cách này hay hơn cách nãy nữa. Bây giờ em là nam gì? Em giả giọng nữ ca sĩ. Người ta sẽ chú ý. Giả giọng đó nghe. Đó. Chứ không có bắt tôi giả con gái luôn nghe. Không. Giữa lòng trong khuya muôn ánh sao hiền, người cha đi đưa câu chuyện một chuyện hay đêm. Cái vòng nhẹ vương trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà xéo mà mơ như diều,
Mục nùi ở dưới này nè. Trời ơi, tao hát hay ngưng ngang vậy.